Trong chính một con người của mình thì bắt đầu cũng có ba thứ cân bằng là thân, tâm, tuệ. Nếu như mà mình mải mê học tập quá mà quên mất phần tâm, tức là quên mất cái phần báo hiếu cha mẹ và quan hệ với anh em, thì như vậy là chúng ta được cái trí tuệ nhưng mà mất đi cái phần tâm tốt. Nhưng mà ngược lại là mình đối xử với mọi người tốt quá, cái tâm của mình tốt quá, xong rồi mình cũng học tập làm việc nhiều quá, đi lại nhiều quá, thì cái thân xác này nó mệt mỏi quá, thì đến một lúc nào đó cái thân này nó ốm, nó nằm lăn đùng ra, nó cũng không thể hầu được ông tâm với ông tuệ. Nhưng ngược lại là không làm gì cả mà cái thân xác này chỉ hầu cho thằng tâm nó ăn, xong nó đi chơi, nó đi tán gái với này, nó tình dục thôi, thì rõ ràng là chiều cái tâm quá thì tuệ nó lại ngu. Phong Báo Ca có đặt câu hỏi là em chào thầy, cho em hỏi muốn làm đại sự phải biết hy sinh, vậy hy sinh thế nào cho cân bằng được các mối quan hệ, em cảm ơn thầy. Câu hỏi nó rất là hay, tức là bất cứ trong một bản thể của một tổ chức nào nó cũng đòi hỏi cái tính cân bằng. Từ đấy ví dụ cân bằng lớn nhất của cân bằng của vũ trụ này là cân bằng giữa hệ mặt trời và các hành tinh xung quanh. Và nếu tất cả các lực cân bằng thì cái hệ hành tinh này nó mới không bị phá vỡ. Nó giống như kiểu là để một cái xe mà nó đứng im mà lại có ba người kéo ba góc, thì rõ ràng là ba cái vector lực ấy, của ba cái dây kéo ở ba góc cộng lại thì nó bằng không. Thì như vậy là cái xe nó sẽ đứng im, tức là nó sẽ an yên. Vậy thì nó phải có cái cân bằng ba lực. Hay là đối với trong cái hệ trái đất của chúng ta thôi, nó liên quan đến mặt trời, tức là thiên, địa và nhân, thì nó cũng phải cân bằng. Nếu mà con người mà lấn chiếm cái hệ hành tinh này lớn quá và xây dựng nhiều quá, làm nhiều nhà máy quá, gây ra hiệu ứng nhà kính, tức là hại đến trời, tức là tự mình làm nhỏ cái cơ hội của mình đi, và nó sẽ sinh ra rất nhiều các bệnh dịch. Cũng tương tự như là Covid cũng là một cái ví dụ, do con người mình phát triển cái hệ thống công nghiệp, rồi là cái tàn phá cái hệ sinh thái này lớn quá, nó mới gây ra hiệu ứng nhà kính. Mà hiệu ứng nhà kính là gây ra là hệ thống nhiệt độ nó tăng lên, bắt đầu là toàn bộ cái hệ sinh thái nó sẽ bị phá vỡ, và bọn châu chấu của châu Phi nó sẽ tràn sang châu Á. Bọn dịch bệnh nó đang ở cái nhiệt độ thấp thì nó ở cái dạng thể này, nhưng mà nó lên cao hơn thì nó bắt buộc là sinh tồn thì nó phải chuyển đổi thích nghi, vì vậy nó lại sai sinh ra cân một cái loại virus khác, vì vậy con người lại phải chạy theo và xử lý nó, cho nên là mình tự mình hại mình thôi. Và trong chính một con người của mình thì bắt đầu cũng có ba thứ cân bằng là thân, tâm, tuệ. Nếu như mà mình mải mê học tập quá mà quên mất phần tâm, tức là quên mất cái phần báo hiếu cha mẹ và quan hệ với anh em, thì như vậy là chúng ta được cái trí tuệ nhưng mà mất đi cái phần tâm tốt. Nhưng mà ngược lại là mình đối xử với mọi người tốt quá, cái tâm của mình tốt quá, xong rồi mình cũng học tập làm việc nhiều quá, đi lại nhiều quá, thì cái thân xác này nó mệt mỏi quá, thì đến một lúc nào đó cái thân này nó ốm, nó nằm lăn đùng ra, nó cũng không thể hầu được ông tâm với ông tuệ. Nhưng ngược lại là không làm gì cả mà cái thân xác này chỉ hầu cho thằng tâm nó ăn, xong nó đi chơi, nó đi tán gái với này, nó tình dục thôi, thì rõ ràng là chiều cái tâm quá thì tuệ nó lại ngu. Vậy thì bản chất là trong 24 giờ mình cũng phải cân bằng, là nuôi thân mất 8 giờ cho nên ăn ngủ là mất 8 giờ, nuôi tuệ mất 8 giờ tức là làm việc và học tập mất 8 giờ, và nuôi tâm mất 8 giờ tức là đi chơi, đi bời, xả stress, rồi giao lưu. Như vậy là bản chất nó cũng cân bằng thân, tâm, tuệ. Thế thì trong cơ quan thì bắt đầu lại cũng chia ra, trong một cái nội bộ cơ quan mình thôi thì nó cũng cân bằng ba cái khối. Cái khối đầu tiên là khối lãnh đạo, tức là cái khối đấy là khối nghĩ ý tưởng, hay còn gọi là chiến lược. Cái khối thứ hai là khối mà thực thi chiến lược, cái khối mà vận hành chiến lược, là cái đám cấp trung. Toàn bộ các anh em cấp trung là người ta triển khai cái chiến lược đi xuống nhân viên, và khối nhân viên là khối thực thi chiến lược.
Vậy thì trong một cái hệ thống mà bị mất cân đối, tức là không có ông ý tưởng, thì cái công ty đấy là loay hoay, là làm mãi mà không thoát ra khỏi cái nó không có đột phá trở thành những công ty lớn. Nhưng ngược lại mà nếu chỉ có thằng ý tưởng mà lại không có cái thằng mà vận hành ý tưởng, tức là không có cấp trung, mà chỉ có mấy ông thực thi thôi, thì nó loạn sinh ẩu hết lên, tức là đá theo kiểu rối bâu ngay. Nhưng mà nếu trong công ty mà lại chỉ có ông ý tưởng với cái ông vận hành mà không có ông thực thi, thì cuối cùng toàn ngồi họp và không có thằng làm. Như vậy là nó cũng bị mất cân bằng trong nội bộ trong một công ty. Như vậy nó mới sinh ra cấp cao, cấp trung và cấp thực thi. Thế còn đối với công ty và đối với khách hàng thì lại liên quan đến câu chuyện mà quyền lợi của ba bên, là quyền lợi của ông đầu tư ra công ty, tức là ông chủ, quyền lợi của anh em làm thuê cho công ty, tức là những người làm gì ạ, làm công cho công ty, và quyền lợi của khách hàng là người mua hàng. Thì bắt đầu là nó lại có ba mặt trận, là mặt trận tài chính là dành cho ông chủ, mặt trận lương dành cho gì ạ, mặt trận nhân sự đấy, và quỹ lương của nhân sự là dành cho nhân viên, và mặt trận của khách hàng thì có mặt trận thứ ba là mặt trận chi phí dành cho khách hàng. Tức là nó cũng cân bằng giữa gì ạ, ông chủ, người làm thuê và hệ thống khách hàng. Vậy thì mọi thứ nó đều phải là cân bằng. Vậy thì khi mà chúng ta nói hy sinh, thì nếu mà hy sinh mà mất cân bằng thì cái đấy nó gọi là kém thông minh. Tôi lấy ví dụ thế này, một đứa nó đang bơi, thế thì khi nó chìm xuống mà nó lại chìm cái phần mông nó thụ xuống thôi, thì mình cũng thương nó quá, mình muốn làm nó nổi, nhưng mà mình lại chọc vào đầu nó phát, thế là nó lộ tu đi, thế là cuối cùng thành hại nó. Nhưng mà ngược lại mà nếu mà nó lại đang cắm đầu xuống nước mà mình lại chọc một phát vào đít nó, thì nó lại càng cắm xuống hơn, thì nó lộ tu đi. Và chọc thế nào thì chọc, nó gọi là chọc đúng chỗ, chọc cân bằng. Thì bây giờ nó chọc vào rốn một phát là cả người nó nổi lên rất là đều và nó rất là phê. Cho nên là chọc thế nào thì chọc, mà chọc làm cho người ta sướng thì gọi là chọc đúng. Và chọc làm cho người ta sướng chính là làm cho người ta cân bằng, làm cho cuộc sống của người ta cân bằng. Vậy thì ở đây bạn làm đại sự cũng phải biết hy sinh thì đúng rồi. Thế nào gọi là sự hy sinh? Ví dụ như là lương của bạn, bạn đầu tư ra mở công ty là 5 tỷ, xong cuối cùng là một năm bạn thu lợi nhuận được 10 tỷ, còn quỹ lương của anh em là mỗi tháng họ được lĩnh 5 triệu, và cuối cùng bạn có nhà lầu, xe hơi, bạn có mọi thứ, thì còn anh em nó vẫn đi xe đạp rách. Thì như vậy là mất cân bằng, và phải biết là phải chuyển chia sẻ cái đó cho anh em. Nhưng ngược lại, nếu như mà tất cả anh em mà nó đều đi xe hơi, còn riêng sếp thì nợ nần ngân hàng chồng chất, thì như vậy là sự hy sinh của mình là hy sinh quá đáng, và hy sinh như vậy là hy sinh mất cả cái hệ sinh thái. Thì như vậy cái hy sinh đấy là hy sinh không lên. Vậy thì rõ ràng chúng ta nói thế nào gọi là hy sinh cho nó đúng, thì nó phụ thuộc vào trí tuệ. Và thế nào gọi là trí tuệ? Trí tuệ là cân bằng. Cân bằng thế nào gọi là cân bằng? Bạn nhìn vào lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, mà mỗi lần bạn nhìn xuống bạn thấy khách hàng vui vẻ, tức là bạn phải đo cán bộ công nhân viên của mình, họ cảm thấy họ happy với môi trường này, và đo bằng tỷ lệ mà họ thôi việc, tức là chủ động làm đơn số thôi việc nó ít. Và cuối cùng là mình đo xem là bản thân mình như vậy mình đã hài lòng hay chưa. Nhưng mà nó rất đau khổ cái chỗ là nó giằng xé, là lòng tham của con người nó liên tục tăng lên cao, mà trong khi đó là cái miếng bánh để chia thì gần như là hữu hạn. Khách hàng thì cũng muốn rẻ và tốt, nhân viên thì cũng muốn là việc nhàn lương cao, ông sếp thì cũng muốn là đầu tư ít mà lợi nhuận nhiều. Thế ba chú này nó phải giằng xé nhau. Vì vậy người nào ở trong một cái đám đông đấy, trong cái tập thể đấy mà biết phân tích và đo bằng con số để đưa ra một con số cân bằng, nó gọi là trí tuệ. Vì vậy hy sinh cũng phải biết hy sinh, chứ nếu không nó gọi là liều mạng, liều mình, chứ không phải là hy sinh. Tức là khi mình làm cái gì đấy nó cân bằng và nó mang lại cái giá trị lớn cho tổng thể, thì bây giờ nó gọi là sự hy sinh đúng. Chính vì vậy nó mới sinh ra cái câu chuyện là xe của cảnh sát, xe của cứu thương là 115 chẳng hạn, mà gặp 113 thì bắt buộc là 113 với lại 115 thì 113 phải nhường 115. Nhưng mà ngược lại gặp xe cứu hỏa chẳng hạn, thì ông cứu thương phải nhường cứu hỏa, bởi vì nếu tổn thất mà xảy ra với hỏa hoạn thì nó lại lớn hơn rất là nhiều so với xe cứu thương. Bởi vì xe cứu thương là xấu nhất là mất một mạng, nhưng cứu hỏa không kịp thì mất nhiều mạng và mất rất nhiều tài sản. Cho nên là ưu tiên. Vì vậy là bản chất trong cuộc sống này cũng vậy,
mọi cái luật pháp sinh ra đều phải tính cái thứ tự ưu tiên và làm cho nó cân bằng, và làm thế nào là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, và xấu nhất thì tổn thất nó ít nhất. Thì như vậy đấy là cái cách mà chúng ta biết hy sinh. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Tuy nhiên cái câu này để mà vận hành được trong cuộc sống, áp dụng được là hơi khó, bởi vì cái này nó thiên nhiều về cái việc trí tuệ trong phân tích cân bằng. Thế thành ra là bạn hỏi thì hỏi vậy, tôi cứ trả lời vậy thôi, chứ còn thực ra tôi biết là cũng khó dùng. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.